trần nhật phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin hoa kỳ tin quốc tế và tin việt nam ngày hôm nay trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của phong để theo dõi các bản tin hàng ngày các bài nói chuyện phân tích đối chiếu so sánh trên tinh thần chủ quan của phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin cảm ơn mọi người rất là nhiều và trước khi đi vào phần tin tức Tỳ Phong vẫn đưa thông báo về buổi thu hình ngày 29 tây tháng 3 tại Sài Gòn Performing art Center cho cuốn phim Cạn Dầu, một cuốn phim do TNP Channel và Phượng Mai Official thực hiện. À, quý vị nào mà ở tiểu bang xa về muốn tham dự thì ghi danh với lại à, Quốc Thanh qua số điện thoại trên màn hình hoặc là cái email, email cho Quốc Thanh cũng như tất cả anh chị em ở Nam Bắc California hy vọng rằng ngày hôm đó thì sẽ gặp gỡ tất cả khán giả ở khắp nơi. Chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ ẩm thực và phương ta những cái phương tiện ấy an toàn y tế cho quý vị. À cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay. Đầu tiên hết là Hoa Kỳ sẽ đa dành cho những người dân Ukraine rời khỏi vùng đất chiến tranh và được vào đất nước Hoa Kỳ thông qua ngã Mexico biên giới của hoa kỳ và mexico các viên chức của hoa kỳ đã cho phép những người ukraine rời khỏi cuộc xâm lăng của nga từ vùng đất mẹ của họ bước chân vào hoa kỳ mà không cần phải bị trục xuất trong vòng một năm theo tường trình của một số người băng ngang qua biên giới một số người ukraine nói với hãng thông tấn reuters là họ đã băng ngang qua tất cả những cái khu vực kiểm soát ở phía bắc của mexico ở thành phố tijuana trong tuần này và đã được cho phép ở lại Hoa Kỳ từ đây cho tới năm 2023. Một cựu viên chức đặc trách về an ninh biên giới và hải quan của Hoa Kỳ cho biết là các viên chức Hoa Kỳ đã tra cấp một cái giấy phép một năm cho tình trạng gọi là ân xá nhân đạo dành cho những người Ukraine. Cơ quan CPP, tức là cơ quan tuần tra biên giới của Hoa Kỳ, cùng với lại cơ quan đặc trách về an ninh nội địa đã bắt đầu mở rộng và cho biết rằng là họ phải chứng minh bằng cái passport của người ukraine thì họ sẽ được cấp ngay lập tức một năm ở lại tại hoa kỳ trong khi đó thì alan max một trong những người ukraine đã đến Hoa Kỳ và nói rằng là anh đã có được cái giấy chấp thuận ngay lập tức sau khi mà đệ trình cái passport. Đây là một cái trường hợp cần phải được hỗ trợ. Đó là lời phát biểu của phía viên chức bộ Hoa Kỳ giữa lúc mà những người dân Ukraine đang tìm cách rời khỏi quốc gia của họ và có một số người đã đào thoát ra khỏi Âu Châu và tìm đến các quốc gia Trung Mỹ và từ đó họ đi vào trong vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ băng ngang qua ngõ Mexico. Đây được xem là một trong những cái tin tức mới nhất liên quan tới người tị nạn Ukraine cùng một lượt thì hoa kỳ sẽ tiếp tục làm việc để tịch thu và đóng băng tất cả những cái tài sản của các nhà tài phiệt của nga mà có thái độ thân thiện với ông vladimir putin Loan báo lệnh cấm vận nhắm vào các tài việt của nga đã bắt đầu bước từng bước một. Hiện nay Hoa Kỳ và các đồng minh đang gia tăng tạo ra một cái toán làm việc để à, tìm cách đông kết và đóng băng hoặc là tịch thu những cái tài sản của các à, tài việt của nga mà có thái độ thân cận với ông Vladimir Putin, trong đó gồm những chiếc du thuyền vĩ đại hoặc là những cái tài sản về địa ốc vân vân. Bộ trưởng Tài chính của Hoa Kỳ là bà Janet Yellen và Bộ trưởng Tư pháp là ông Merrick Garland trong ngày thứ tư lần đầu tiên đã nhóm họp và đã lực thành ra thành lập ra một cái lực lượng tax fraud tức là một lực lượng đặc nhiệm có tên gọi là repo tức là repo một trong những cái lực lượng mà có thể tịch thu tất cả những cái uh, tài sản hoặc đông kết tất cả những tài sản nào mà của những tài việt nga chữ repo có nghĩa là Russia elite Process and Oligarch đây là cái chữ viết tắt này có nghĩa là những thành phần t, 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 tinh anh và những thành phần tài phiệt của Nga sẽ làm việc chung với các quốc gia khác để điều tra và truy tố những tài phiệt này, đặc biệt là những tài phiệt mà cá nhân họ là đồng minh thân cận của ông Vladimir Putin và nhóm này cho biết họ đang tìm kiếm khoảng 50 cá nhân và trong đó có 28 người đã được công bố tên tuổi của họ. Đây là nỗ lực mới nhất của Hoa Kỳ và đồng minh để mà kiềm chế cái cuộc trời chiến của Nga tại Ukraine và trừng phạt nga tại Ukraine cũng như các đồng minh của ông Vladimir Putin, Đức, Anh và Pháp, Ý cùng với các quốc gia khác cũng đang tìm cách gọi là tịch thu hoặc là đóng băng tất cả những tài sản của những uh, tài việt nga mà tòa bạch ốc đã loan báo tên của những này những người này thông qua cái lực lượng đặc nhiệm mới được thành lập và trong đó thì trong đó bao gồm cả một nhóm có tên gọi là KleptoCapture capture được dẫn đầu bởi bộ tư pháp trong đó là sẽ có nỗ lực giới hạn kinh tế ở trong nội địa của hoa kỳ và ngăn chặn tất cả những cái hoạt động của những tỷ phú nga tại hoa kỳ đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ ngày hôm nay và của nga ngày hôm nay tuy nhiên bên cạnh cái hành động ra ra tay một cách nặng nề đối với các tài phiệt của nga thì ít nhất một nhà tài phiệt của Nga cho rằng những hành động này sẽ không gây ảnh hưởng nhiều tới Putin. Người này có tên là Mika Mikhail Freeman nói rằng các lệnh cấm vận nhắm vào các tài phiệt giống như ông ta sẽ không không gây ảnh hưởng cho Putin và có thể là hành động tự sát và thách thức ông Putin nhiều hơn trong cuộc xâm chiếm Ukraine nhà tỷ phú có tên là Michael Friedman nói rằng các lệnh cấm vận đối với lại các tài phiệt của Nga giống như là ông ta sẽ không gây ảnh hưởng gì tới Putin trong lúc mà các giới Tây phương đang tìm cách phong tỏa tài sản và à, có những cái hành động trừng phạt đối với những tài phiệt có quan hệ với lại Putin hoặc là à, có là đồng minh thân cận của Putin. Tôi có thể nói rằng chính Putin là người gây ra cuộc chiến này và quý vị sẽ đi vào cái việc gọi là tự sát nếu như quý vị tiếp tục à, cái, bắt giữ và tịch thu những tài sản của những tài việt trong đó có tôi và tôi nghĩ rằng đây là hành động mà có thể khiến cho Putin còn đi sâu hơn trong cuộc chiến ông Friedman nói rằng không có một cái à, giới tài việt nào của nga à, mà không bị à, giới tây phương cấm vận tuy nhiên thì tất cả những cái à, việc này nó vốn không ảnh hưởng bất cứ một điều gì đối với ông Putin Tiếp theo việc này thì ông Friedman, người đang điều hành một công ty gọi là Ledger One, một công ty về equity line, tức là về cái tiền dư trong nhà và có thể cho vay ra chính đã chính thức đã bị cấm bận bởi Anh Quốc và Liên hiệp Âu châu và trong thời gian bị cấm vận tại Âu Châu, ông Friedman đã nói với hãng thông tấn Reuters rằng mặc dù đây là một điều unfair tức là không công bằng bởi vì ông ta à, không hề bị cấm vận tại Hoa Kỳ trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Bloomberg ngày thứ năm, ông Friedman cho biết là các tài phiệt của Nga không có đủ quyền lực để gây ảnh hưởng tới Putin và không có ai có thể thách thức được ông ta trong việc mà xâm chiếm Ukraine. Đây là một thực tế mà quý vị phải nhận ra. Giới tài phiệt của Nga không đủ sức để ảnh hưởng tới Ukraine, tới ông Vladimir Putin. Và hành động này chỉ khiến cho Putin càng trở nên cực đoan hơn. Đó là lời và khẳng định của ông Friedman, một trong những nhà tài phiệt đã bị cấm bận tại Anh và tại Âu Châu. Cùng một lượt thì Quốc hội Hoa Kỳ đã lên tiếng ca ngợi bài diễn văn của ông Tổng thống Ukraine. Ngay sau khi mà ông ra Zelensky đã có cuộc phát biểu ở trên cái diễn đàn quốc hội của Hoa Kỳ, các thành viên của lưỡng đảng đã ca ngợi lời phát biểu này của ông và và nói rằng sẽ hỗ trợ tài chính cần thiết cho Ukraine. Chủ tịch khối thiểu số là ông Mitch McConnell đã phát biểu ngay sau bài diễn văn này, nói rằng là Ukraine đã không có mất đi một cái lời nào và rõ ràng đã có một cái sự thuyết phục với cộng đồng quốc tế và ông McConnell cho biết bài diễn văn này cho thấy ông Zelensky là một masterclass tức là một bậc thầy về vai trò lãnh đạo và ông đã kêu gọi là cần phải đáp ứng một số những cái lời kêu gọi của ông Zelensky và đây là một bài diễn văn rất ảnh hưởng và có thể sẽ khiến cho ông Joe Biden cần phải tăng cường thêm các cái hoạt động hỗ trợ cho Ukraine. Và kể từ khi mà cơn khủng hoảng Ukraine bùng nổ thì ông McConnell đã thảo thúc đẩy việc Hoa Kỳ tiếp, tiếp tục gia tăng cái mạng lưới hỗ trợ quân sự và tài chánh cho Ukraine. Bên cạnh đó thì chủ tịch khối đa số tại Thượng viện là ông Chuck Schumer cũng cho biết rằng là ông đã có cảm giác rất là à, mạnh mẽ sau khi có cái lời phát biểu của ông Zelensky. À, trong khi đó thì bà chủ tịch Hạ viện là bà Nancy Pelosi bà gọi bài diễn văn này là một diễn văn tuyệt vời và nói rằng Hoa Kỳ sẽ sẵn sàng đứng sau lưng hỗ trợ cho ông Zelensky và chúng tôi sẽ làm tất cả những gì mà có thể làm được và chúng tôi sẽ đáp ứng những cái yêu cầu của tổng thống Biden, đó là lời phát biểu của bà ta. Trong khi đó thì các nhà lập pháp cũng đã có những cái thái độ tích cực và nói rằng là họ sẵn sàng hỗ trợ cho phía của ukraine và đặc biệt là đã có một số thành viên đảng Cộng Hòa đã kêu gọi ông Joe Biden thay đổi quan điểm là nên thành lập vùng cấm bay ở tại Ukraine. Tuy nhiên, Tòa Bạch Ốc đã bác bỏ cái ý tưởng này và nói rằng họ không muốn có một đệ tam thế chiến. Đây được xem là phản ứng đầu tiên của các nhà lập pháp Hoa Kỳ của cả lưỡng viện quốc hội và lưỡng đảng sau khi mà ông Zelensky đã có một bài diễn văn hùng hồn ở trên quốc hội của Hoa Kỳ ngày hôm qua. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, một trong những nhà hoạt động sáng lập phong trào Black Lives Matter, chồng của bà ta đã bị truy tố các tội gọi là lừa gạt và có hành động gian lận một trong những nhà hoạt động của phong trào Black Lives Matter à, có tờ, và được từ từng được trao giải là Bostonian of the Year tức là công dân à, danh dự của Boston năm 2020 và chồng của bà ta đã sử dụng cái à, cơ sở non profit tức là bất vụ lợi để mà có thể à, thâm thủng cái ngân sách gần một triệu Mỹ kim ở trong cái các cái, cái grant tức là cái tiền trợ cấp của các cái công ty chính phủ hoặc là những sự quyên góp của công dân Hoa Kỳ. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đưa ra lời loan báo ngày hôm thứ tư, Monica Cannon Grant và chồng của bà ta là các Grant, những người đã là một trong những thành phần gọi là thành lập một cái, cái sáng lập cái tổ chức gọi là Violence in Boston, tức là một tổ chức bạo động ở Boston, một tổ chức bất vụ lợi để giảm đi tất cả những cái việc chống bạo động và gia tăng các cái hoạt động xã hội ở tại Boston và cũng là thành viên và mạng lưới của phong trào Black Lives Matter và cả hai người này đã dùng cái tổ chức bất vụ lợi của họ nhận tiền quyên góp của người dân và nhận tất cả những cái grant tức là những cái ngân sách tài trợ bởi à, à, chính quyền liên bang hoặc là một số những công ty tư nhân và họ đã thâm thủng và họ đã tìm cách ra lừa gạt bằng cách là khai man rất nhiều thứ ở trong đó để rút tiền từ cái ngân quỹ này ra và bỏ vào tài sản cá nhân của họ và trong một cái đơn khởi tố ở tại tòa án thì luật sư của Canon Grant đã cho rằng đây là điều được biết là ông ta cho rằng có những cái phán xét sai lầm từ phía chính phủ theo truyền hình của đài truyền hình Fox và đây rõ ràng là một cái hành động lừa gạt và là một cái hành động gọi là thâm thủng về cái ngân quỹ và là cái ý nghĩa của hoạt động của ngân quỹ đó là lời phát biểu của công tố viên tại Hoa Kỳ sau khi mà chính thức đệ đơn truy tố cặp vợ chồng này và đây được xem là những nhân vật đông sáng lập của phong trào Black Lives Matter đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Trong cái đó cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay thì cựu tổng thống Trump đã bác bỏ tin cho rằng ông vẫn chọn ông Penn làm người đứng chung liên danh nếu như có khả năng ra tranh cử năm 2024 cựu tổng thống Trump sẽ không chọn ông phó cựu phó tổng thống Mike Pence là người đứng chung liên danh với ông nếu như mà ông tiếp tục ra tranh cử năm 2024. Tôi không nghĩ rằng người dân chấp thuận điều này. Ông đã trả lời với tờ Washington Examiner. Ông Trump và ông Pence đã là từng có một cái uh, sự đoàn kết trong cái thời gian mà họ hoạt động ở tại tòa bạch ốc và nắm quyền tổng thống và phó tổng thống cho tới năm 2020 và sau đó thì uh, do cái à, cuộc gọi là biến cố của năm 2020 thì đã có sự phân biệt và phân hóa và sự khác biệt giữa hai ông, Mai và tôi đã có một cái một cái à, mối quan hệ rất tốt và rất quan trọng để à, đã đi hết con đường trong lúc mà chúng tôi nắm quyền ở tại tòa Bạch Ốc và chúng tôi có một quan hệ rất tốt. Tôi đã à, lâu rồi tôi chưa nói chuyện với ông ta. Tuy nhiên, tôi vẫn à, à, mến ông Mike. Đó là lời phát biểu của cựu tổng thống Trump và ông nói rằng còn quá sớm nếu mà hỏi ông là có chọn ông penn để làm người đứng chung liên danh một lần nữa hay không lời phát biểu này được đưa ra sau khi đã có một số tin đồn cho rằng cựu tổng thống trump sẽ tiếp tục tái tranh cử năm 2024 và người đứng chung liên danh với ông vẫn là cựu Phó tổng thống Mike Pence. Trong khi đó thì có nhiều nguồn tin lại cho rằng là ông thống đốc của tiểu bang Florida là Ron DeSantis là người có khả năng nhất là có thể đứng chung liên danh với lại ông Trump, người thứ hai được phía cử tri Hoa Kỳ chọn đó là ông thượng nghị sĩ Tim Scott, một người da đen của tiểu bang South Carolina. À, và người thứ ba là thống đốc của tiểu bang South Dakota là bà Kristen Noam là người có thể có khả năng đứng chung liên danh và người cuối cùng là ông Ted Cruz tức là thượng nghị sĩ của tiểu bang Texas đây là những người mà người ta cho rằng là có khả năng đứng chung liên danh với ông Trump thay vì là ông Mike Pence bên cạnh đó những người còn lại được chọn lựa trong cái cuộc chạy đua vào năm 2024 nếu như Tổng thống Trump ra tranh cử, người ta nói rằng đó là ông Mike Pompeo, cựu ngoại trưởng của Hoa Kỳ. Thượng nghị sĩ George Holly và kể cả con gái của cựu tổng thống Trump là Ivanka Trump cũng là một trong những người mà có khả năng sẽ đứng chung liên danh. Kể cả thống đốc của tiểu bang Maryland trước đây là Larry Hogan à, hay là thống đốc, tân thống đốc của tiểu bang New Hampshire là Chris Sununu. Đây là một trong những cái sự chọn lựa mà giới cử tri của Hoa Kỳ đưa ra và dường như là họ không hề chọn ông Mike Pence. Mặc dù ông Mike Pence đã là người đi chung với Tổng thống Trump trong suốt đoạn đường mà cả hai người ngồi trên tòa bạch ốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay thì Thống đốc tiểu bang Mississippi đã ký lệnh ban cấm việc giảng dạy các thuyết âm mưu về phân biệt chủng tộc trong trường học. Thống đốc của tiểu bang Mississippi là Ted Rieff đã trong ngày 14 tây đã ký thành luật một cái dự luật được thượng viện đệ trình có tên gọi là Senate Bill 22113. Trong đó ngăn cấm việc giảng dạy tất cả những cái uh, thuyết âm mưu về phân biệt chủng tộc trong trường học, đặc biệt là những trường uh, công lập. Dự luật này là sẽ không cung cấp bất kỳ một ngân quỹ cho một trường nào mà có ý tưởng giảng dạy những cái thuyết âm mưu về phân biệt chủng tộc trong trường học gọi tắt là crt và bây giờ chúng ta phải bảo đảm không để cho nó xảy ra trong tương lai ông đã ký dự luật này và ông là một thành viên đảng cộng hòa đầu tiên hết những cái những cái thuyết âm mưu này là họ giảng dạy những cái sai lạc về lịch sử cho con em của chúng ta và điều này không thể chấp nhận được và đây là những cái ý tưởng của một số những thành phần cực tả và nhóm truyền thông cực tả đã cố tình đưa những cái tin gây hoang mang về lịch sử của người à, dân hoa kỳ và trên toàn quốc chúng ta phải hiểu rõ lịch sử chính của chúng ta là vẫn là cái ngày lập quốc là năm 1776, không có cái gì gọi là uh, cho rằng là cái uh, lịch sử của chúng ta lập quốc từ năm 1619 và đây là cái thuyết âm mưu đã được đưa ra bởi chủ nghĩa Marxist trước đây và bây giờ nó đã được uh, lan truyền ở một số những cái cộng đồng da màu mà trong đó cố tình cho rằng là Hoa Kỳ đã thành lập quốc gia từ một chế độ phân biệt chủng tộc, đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay, ông Joe Biden đã có một cái thái độ khá phức tạp sau khi mà Nga xâm lấn Ukraine liên quan tới tình hình của Trung Quốc. Ông Joe Biden đã có một cái uh, uh, một cái quyết định được xem là một lập trường chưa được rõ ràng trong việc phản ảnh cái uh, việc cạnh tranh với Trung Quốc uh, ở tại Á châu Thái Bình Dương, đặc biệt là lúc mà bùng nổ cuộc chiến của Nga với Ukraine. Trước đây thì Joe Biden vẫn duy trì tất cả các chính sách của cựu Tổng thống Trump ở trong cái việc mà cứng rắn với nhà nước Cộng sản Trung Quốc. Tuy nhiên thì kể từ khi mà Nga xâm chiếm Ukraine gần 4 tuần lễ qua thì có vẻ như Joe Biden đã có vẻ ve vuốt đối với lại Tập Cận Bình để tìm cách xoa dịu mối quan hệ giữa đôi bên. Đây là một sự khó khăn và một cái giá rất đắt. Kurt Campbell, người phối hợp đặc trách về uh, chiến lược Indo-Pacific của tòa Bạch Ốc thuộc uh, Văn phòng Cố vấn An ninh Quốc gia đã phát biểu trong một cái uh, uh, cuộc họp vừa qua và trong đó nói rằng tôi tin rằng là chúng ta cần phải tiếp cận khu vực Á Châu bằng những đường hướng khác. Đây được xem là một trong những cái ý nghĩa và dấu hiệu đưa ra cho thấy có thể chính quyền Joe Biden sẽ thay đổi quan điểm và có thể sẽ thay đổi một phần nào cái chiến lược chuyển trục của Hoa Kỳ về Á Châu sau khi mà Nga xâm chiếm Ukraine và làm cho Joe Biden có thể sẽ có suy nghĩ mềm dẻo hơn đối với Cộng sản Trung Quốc. Tuy nhiên thì phía Tòa Bạch Ốc vẫn khẳng định là sẽ tiếp tục duy trì tất cả những chính sách hiện tại với Trung Quốc và sẽ tăng cường áp lực đối với Cộng sản Trung Quốc trong vấn đề bất công mậu dịch và kể cả vấn đề nhân quyền mà Trung Quốc đang phải đối diện. Mặc dù phía Tòa Bạch Ốc đưa ra lời phát biểu này, tuy nhiên thì Kurt Campbell, được xem là người đã nằm trong cái hội đồng an ninh quốc gia đặc trách về cái chiến lược Indo-Pacific cho rằng thời gian này rất là khó khăn và phức tạp để có thể nói rõ cái lập trường của Hoa Kỳ đối với việc chuyển trục về Á châu, đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và của Trung Quốc. Trong khi đó, ở tại Á châu ngày hôm nay Đặc sứ của Ukraine tại Indonesia đã lên tiếng thúc giục khối G20 là nên thảo luận về việc Nga xâm lấn Ukraine sau khi mà Trung Quốc nói rằng họ không muốn làm điều này. Bản tin mới nhất cho biết là đặc sứ của Ukraine tại thủ đô Jakarta của Indonesia trong ngày thứ tư nói rằng cái việc xâm chiếm Ukraine của Nga là cần phải được thảo luận trong phiên họp của khối G20 diễn ra tại quốc gia này. Đại sứ của Ukraine là Vasily Hamyanin đã phát biểu trong một cái trang web trong cuộc họp với lại giới truyền thông của thủ đô Jakarta nói rằng là đây là vấn đề thời sự và cần phải có một cái cuộc thảo luận để đánh giá về tình hình thực phẩm, tình hình thiếu hụt năng lượng và tình hình kinh tế trên toàn cầu. Lời phát biểu của ông đưa ra sau khi mà Trung Quốc một thành viên của khối G20 nói rằng không nên đem cái cuộc tranh chấp giữa Ukraine và của Nga vào trong phiên họp của khối C20 diễn ra tại Indonesia. Đây được xem là là một một lần nữa Bắc Kinh đã phản đối việc thảo luận liên quan tới cái cuộc chiến này. Trong khi đó thì phía khối G20 đã bị áp lực là phải đưa vấn đề của Ukraine bị xâm lấn bởi Vladimir Putin lên bàn thảo luận trong phiên họp sắp tới của họ. Phiên họp này nhằm nhấn mạnh đến cái vấn đề về nền kinh tế toàn cầu bị lạm phát, thiếu hụt năng lượng nguồn cung cấp và kể cả các cái chất semiconductor tức là chất bán dẫn cũng như là vấn đề khí hậu toàn cầu. À và giờ đây thì à họ đang phải lớn cấn là có nên đưa vào nghị trình thảo luận trong vấn đề cuộc chiến giữa Nga và Ukraine hay không đó là bản tin liên quan tới tình hình của Nga và của Ukraine cũng như là phiên họp của khối G20 diễn ra tại thủ đô Jakarta của Indonesia cùng một lượt thì Bắc Kinh tập cận bình đang đối diện với áp lực về tình trạng kinh tế đã bị giảm sút theo tường trình của tờ Wall Street Journal tập cân bình nhà lãnh đạo độc tài của cộng sản trung quốc đang đối diện với tình trạng suy sụp về quyền lực sau khi mà nền kinh tế đã bắt đầu suy sụp theo cái uh, uh, việc mà xảy ra đại dịch và cuộc xâm lấn của nga vào Ukraine theo tường trình của tờ Wall Street Journal đã đưa ra vào hôm thứ ba à, lý do dẫn tới việc này là vấn đề tình trạng mà ông ta muốn phong tỏa tất cả các cái khu vực để mà giảm cái mức độ lây nhiễm của đại dịch đã khiến cho tình trạng kinh tế của Trung Quốc đã bắt đầu có thấy có mức gọi là thấp và dạ, giảm thấp hơn so với năm ngoái bên cạnh đó thì một số vấn đề được đưa ra trong đó thì à, các viên chức của đảng cộng sản Trung Quốc bao gồm luôn cả cựu thủ tướng Chu Dung Cơ đã đặc biệt là đặt câu hỏi về cái chiến lược kinh tế của Tập Cận Bình giữa lúc mà phải à, control tức là phải kiểm soát về vấn đề đại dịch nhưng vẫn phải tiếp tục thúc đẩy cái kỹ nghệ sản xuất và à, sản xuất cũng như là xuất cản của Trung Quốc và việc này đã bị cản trở rất nhiều bởi những sắc lệnh của Tập Cận Bình trong đó là muốn đẩy cái mức lây nhiễm xuống zero và cuối cùng thì nó đã không đạt được nên kinh tế của Trung Quốc dự tính là sẽ không tăng trưởng quá 4% trong năm nay theo nhận định của IMF tuy nhiên thì tập cận bình đang đối diện với một cái thách thức khó khăn là ông ta phải làm sao đáp ứng được cái yêu cầu của khối đảng cộng sản đặc biệt là chủ nghĩa dân tộc cực đoan trong vấn đề của đài loan cũng như là giới ta công ty làm ăn làm sao vực dậy nền kinh tế đang bị suy thoái và sắp sửa bước vào cơn khủng hoảng cũng như là việc mà đối phó với đại dịch tất cả những điều này sẽ tác động tới quyền lực của ông ta và có thể ảnh hưởng tới cái việc mà ông ta muốn ngồi lại cái vị trí lãnh đạo trung quốc thêm một nhiệm kỳ nữa đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, Đài Loan đã gửi một phái đoàn của họ tới Cộng hòa Czech, Slovakia và Lutia Bản tin mới nhất cho biết, Đài Loan đã gửi một phái đoàn bao gồm luôn các đại diện của các ban ngành của Đài Loan viếng thăm Cộng hòa Czech, Slovakia và Lithuania trong tháng này à, và cuối tháng theo tương trình của Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết. Sau khi mà Trung Quốc đã bắt đầu có những cái hành động được xem là trừng phạt kinh tế với Lithuania các quốc gia vùng Baltic đã cho phép Đài Loan. À, ê, ê, xin lỗi quý vị, quốc gia vùng Baltic này đã cho phép Đài Loan sử dụng cái tên Đài Loan thay vì là cái tên là tức là cái tên Taiwan thay vì cái tên là Taipei để để mà thành lập văn phòng đại diện tại đây và bộ ngoại giao đài loan cho biết rằng là các đại diện của bộ khoa học và kỹ thuật bộ giáo dục sẽ bay tới Cộng hòa Czech, Slovakia và Lithuania vào cuối tháng 3 và cuộc chuyến viếng thăm này bao gồm thảo luận về vấn đề huấn luyện tất cả những tài năng và có và cũng chưa biết rõ là sẽ có bao nhiêu uh, các ban ngành sẽ tham gia vào cái chuyến viếng thăm này đã được sự đồng ý của ba quốc gia trên mặc dù có sự phản đối của Cộng sản Trung Quốc đó là bản tin liên quan tới tình hình của Đài Loan ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới cuộc chiến của Ukraine ngày hôm nay ít nhất một phần nào Trung Quốc à, người dân của Trung Quốc đã phản ảnh về cái thái độ của họ trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine cuộc tấn công bằng bom của Nga vào các thành phố ở tại Ukraine đã khiến cho nhiều người Trung Quốc gợi nhớ lại năm 1999 sau khi mà NATO đánh bom 78 ngày vào à, Belgrade thủ đô của Serbia để mà buộc phía chính quyền serbia phải chấm dứt việc đàn áp đối với người albania ở tại uh, kosovo và lúc đó họ đã đánh bom vào tòa đại sứ của trung quốc và phía nato nói rằng đây là một cái sai lầm kỹ thuật khi mà tòa đại sứ Trung Quốc đã bị dội bom. Và việc này đã khiến cho người Trung Quốc gợi nhớ lại cái biến cố này sau khi họ chứng kiến những cái cảnh mà Nga dội bom vào các thành phố của Ukraine. Đây là phản ứng của người dân Trung Quốc so với chính quyền Cộng sản Trung Quốc đang có khuynh hướng ủng hộ cho Nga xâm lấn Ukraine. À, việc này đã diễn ra từ năm 1999 lúc mà Yugoslavia tức là Liên bang Nam Tư nằm dưới sự quản trị của người Serbia dẫn tới việc mà những người Albania ở tại à, Kosovo cho rằng họ đã bị bức hại bởi những người Serbia và cuối cùng dẫn tới quyết định của liên minh NATO tấn công vào Serbia để buộc chính quyền của ông Milosevic là phải chấm dứt hành động đàn áp đối với người Albania và cuối cùng thì à, họ đã đánh bom tổng cộng 78 ngày vào Belgrade buộc Milosevic phải đầu hàng. Tuy nhiên thì trong cuộc đánh bom này lại có một trái bom đánh vào trong tòa đại sứ của Cộng sản Trung Quốc ngay tại thủ đô Belgrade Và NATO lên tiếng cho biết đây là điều đáng tiếc và đã có tin tức sai lầm về tình báo Khiến cho họ đánh bom lầm vào tòa đại sứ của Trung Quốc Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và của quốc tế ngày hôm nay Và liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay đầu tiên hết là Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam đã phản ứng quyết liệt đối với việc mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã trao giải thưởng cho bà Phạm Thị Đan Toan, một à, người mà giới à, tranh đấu cho dân chủ à, gọi bà là một nhà báo độc lập. Sau khi mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra việc ban giải thưởng cho à, bà phạm thị đoan trang thì cộng sản việt nam đã có phản ứng mạnh mẽ trong đó thì lê thị thu hằng phát ngôn viên bộ ngoại giao cộng sản việt nam cho rằng là việt nam vẫn thúc đẩy các quyền cơ bản con người và việc trao giải này là hành động không đứng đắn theo lời của bà hằng tuy nhiên thì bộ ngoại giao của hoa kỳ đã chính thức trao giải cho bà À, Phạm Thị Đăng Trang là giải thưởng về một trong những người can đảm, một nhà báo độc lập và có cái à, lời tiếng nói mạnh mẽ để chỉ trích những cái tiêu cực của chính quyền cộng sản Việt Nam và việc này đã khiến cho cộng sản Việt Nam nổi giận. Bà Phạm Thị Đăng Trang vốn là một người đã lên tiếng mạnh mẽ chỉ trích tất cả những tiêu cực của cộng sản và được giới đấu tranh dân chủ à, gốc Việt ở hải ngoại cũng như một số dân đấu tranh cho dân chủ gốc Việt ở tại trong nước đã coi bà là một nhà báo độc lập và trong đó họ đã tìm cách ca ngợi bà rất là nhiều và thúc đẩy bộ ngoại giao Hoa Kỳ ban giải thưởng cho bà. Điều này đã khiến cho cộng sản Việt Nam tức giận và qua lời phát biểu của Lê Thị Thu Hằng cho thấy là cộng sản Việt Nam vẫn chưa hề có một cái thiện chí nào tôn trọng về quyền con người khi tiếp tục bức hại những nhà bất đồng chính kiến và những tiếng nói đối lập từ Việt Nam. Đó là bản tin đầu tiên liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay cuối cùng thì bộ giáo dục cộng sản việt nam thú nhận rằng chính sách loại trừ cái uh, việc mà tiếp cận với tây phương đã dẫn tới một cái hậu quả không đủ giáo viên giảng dạy anh ngữ trong các trường tiểu học trước đây vì đối kỵ với hoa kỳ và muốn chiều lòng phía cộng sản trung quốc cộng sản việt nam đã giới hạn rất nhiều việc giảng dạy Anh ngữ trong các trường tiểu học công lập và thay vào đó họ đưa tiếng Nga và tiếng Trung Quốc vào trong các cái trường tiểu học tại Việt Nam. Và giờ đây thì cái nhu cầu người dân không muốn học tiếng Nga cũng không muốn học tiếng Trung Quốc do đó thì con em của họ đã có nhu cầu học tiếng Anh và các phụ huynh đã phải cho con em của mình đi học tiếng Anh ở những cái trường tư bên ngoài thay vào đó là những cái tiếng mà họ không muốn học gồm có tiếng hoa ngữ là tiếng mandarin và tiếng nga và giờ đây thì bộ giáo dục cộng sản việt nam bắt đầu thay đổi cái à, à, gọi là chấp vá cho cái chính sách giáo dục của họ nhưng họ gặp một trở ngại lớn là hệ thống của bộ giáo dục không đủ giáo viên và đủ khả năng giảng dạy anh ngữ ở trong cái môi trường của cộng sản việt nam và do đó bây giờ họ đang tìm cách gọi là tìm kiếm giáo viên dạy anh ngữ bên ngoài để được biệt phái vào giải dạy ở trong các cái uh, uh, trường tiểu học ở tại việt nam biệt phái có nghĩa là những người này là những người không nằm trong biên chế của cộng sản việt nam và họ là những người giảng dạy anh ngữ ở bên ngoài trong những cái trường tư thục độc lập. Giờ đây thì Cộng sản Việt Nam muốn thuê mướn họ và cho họ vào giảng dạy trong các trường tiểu tiểu học công lập để giảng dạy anh ngữ bởi vì lực lượng của giáo viên của Cộng sản Trung Quốc gần như là chỉ giảng dạy tiếng Nga và tiếng Trung Quốc mà thôi. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay, một tòa án tại Nam Hàn đã kết án 9 năm tù đối với một công dân Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về tội sát hại một bạn đồng nghiệp tức là một thủy thủ. Bản tin mới nhất cho biết từ ở Nam hàng cho biết đã tuyên án 9 năm tù đối với một công dân Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vì người này đã đâm chết một thủy thủ Việt Nam khác trong một cuộc uống rượu vào năm ngoái. Theo tin cho biết thì à, vụ án này đã xảy ra và cả hai cùng uống rượu với bốn người khác tại một căn nhà ở tại à, à, Borian, ở chờ chung à, ở tại Nam Hàn và sau khi mà có sự tranh chấp xây rượu xô xát thì cuối cùng thì đã đâm chết một à, đồng nghiệp một bạn đồng nghiệp tức là một thủy thủ chung và chính điều này đã dẫn tới việc Nam Hàn đã kết án và việc kết án này trên tòa án thì à, quan tòa đã nói rõ kẻ bị kết án là công dân của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và họ không nhắc tới công việc của hai người này là những thủy thủ nằm trong các cái tàu của Việt Nam. Đó là bản tin liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay. Và cũng là bản tin sâu cùng trong phần tin thời sự sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Hưu Tinh Nhật Ký. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào mọi người. Bye bye.